Hello, xin chào nhà. Video này em chỉ nói về đồng hồ cơ, đặc biệt là lộ cơ ha. Đây, hàng new luôn đó nha, hàng của Ý ha, Cogo Italy, lộ hoàn toàn. Này tên tiếng Anh nó là skeleton, có nghĩa là lộ xương, lộ khung xương. Lắc nè, đó, có tai ha. Này là tự động có tai, dây thì thép đúc. Đẩy xoáy hàng new luôn, giá thì sẽ rẻ hơn mua mới rất là nhiều ha. Giá mới con này là 8 triệu mấy nè, 43 ngàn yên. Size 41 hả cả nhà, 2.080.000 là bao ship luôn. Cọc số la mã xịn sò, có thêm có ký hiệu Cogu nè, chữ C nè, chữ G nè, Cogu. Thì đó là đồng hồ Ý. Con này cũng của Ý nhưng mà xài rồi ha. Xanh. Con kia là lộ lộ xương, lộ toàn phần, con này là lộ tim. Đó, tim nó đánh qua đánh lại. Thì con này size 40 giây cũng thép đúc. Khóa bấm ha, con này là khóa bướm. À, không, con này hai khóa, con này cũng vậy, quên. Đó. Thì cả nhà nên cũng phải hiểu, ví dụ đã mình chơi đã cơ lộ rồi thì nó sẽ không có lịch, cái dòng có lịch cũng hiếm, 5 kim ở trên thì 2 kim, đó là mũi giờ thứ hai ha. Nên mình dặn lùi nè, thì cái kim giờ nó sẽ đứng im nhưng mà cái kim chính nó sẽ đi đó, dặn tới thì cái kim giờ nó sẽ đi đó, mình điều chỉnh sao cho thành hai mũi giờ tùy ý cả nhà ha. Đó, con này thì 1.880 bao ship nha, rất là đẹp, mặt xanh. Đây. Size 43. Reptiger là của Đức ha, mới nguyên hộp. Dây da ngựa khóa bướm. Đó cả nhà, thì con này là dòng lộ tim mà được cái có lịch luôn. Đó, kính cầu lồi. Thì cái dòng đồng hồ kính cầu lồi cũng rất là hiếm gặp ha. Bấm nhanh qua tháng, bấm nhanh qua ngày, năm qua thứ. Có tay, có hacking stop. Đó. Ví dụ mà anh em nào xài quen được hacking stop rồi rất là hay ha, chỉnh chính xác đến từng giây luôn. Và em chỉ cho cả nhà một mẹo để mình chỉnh chính xác từng giây ha. Ví dụ mình chỉnh giờ nè. À, con này thì đâu có thể chỉnh chính xác từng giây được cả nhà. Đó, tại vì mình rút núm ra thì kim dây nó vẫn chạy. Đó, chỉ còn hacking stop. Lúc mà đứng dây lại thì mình lấy cái điện thoại mình coi coi kim dây nó chạy đến đâu, mình ấn vô là trùng luôn. Đó. Dây da ngựa khóa bướm ha, con này giá cao, 3.580 bao ship nha, mới nguyên hộp. Con này size 40 nè, nè lỗ tim nè, có tai. Đó, kính sapphire. Con này có lịch là thứ ngày tháng, con kia là thứ ngày tháng năm. Dây thép đúc khóa bướm đề mi ha, 2.350 bao ship đó nha. Đó, mới nguyên hộp. Trước em bán dòng này rất là nhiều ha, giờ không còn hàng nữa cả nhà, phải đợi sale mới có. Ở nhà cũng biết rồi, tự nhiên mới mấy triệu làm sao em bán em có hàng hoài được. Đây lộ tim nè, lộ tim máy Seiko, máy Seiko là cả nhà cũng biết nó chất lượng, nó biết bao nhiêu năm. Thì đây là dòng máy đời mới nè, NH 39A 24 chân kính ha. Còn máy Seiko mà có lịch đó thì NH35A, NH36A hai ô lịch, NH35 một ô lịch, NH70 là hả lộ hết, NH38 thì 3 kim, NH39 4 kim. Kính sapphire mới chưa qua sử dụng ha.
Đây em có con này, em có mấy con kính sapphire size 41 nè. Con này là máy Seiko chính hãng nha, chứ không phải hàng. Cả nhà biết Seiko mod không? Là Seiko dựng từ máy mình độ lên cái vỏ đó, vẫn là máy Seiko mình độ lên vỏ. Thì con này là hàng chính hãng ha, chính hãng đó. Thì hàng chính hãng này sẽ cho ra một cái chất lượng là 10 trên 10 luôn. Còn Seiko mod đó, thì vẫn là nghiệp dư hoặc là chuyên nghiệp một xíu ráp vô thôi đó. Vẫn là bộ máy Seiko đó. Thì hai con này nè, NH38, NH39, 24 chân kính, kính sapphire có hacking stop. Ứng vô chạy tiếp nè, có tai size 42 nha, nó lộ tim nữa cả nhà. Seiko cũng có lộ tim ha, Citizen cũng có lộ tim nè. Citizen cả nhà mua Citizen và Seiko cả nhà, ví dụ mà mua trên mạng đường nào cũng sẽ dính nhiều con không có tai, đảm bảo luôn. Bởi vì lúc mình xem, mình mua phải xem cho kỹ ha. Thì trong khi mấy con này là hàng new, có kính sapphire mới nguyên hộp mà giá rẻ vậy thì lại không mua. Đây là máy Citizen kính sapphire size 41, dây thép đúc khóa bướm. Mò mãi mới được mấy con này cả nhà, giờ hết hàng. Nhà thấy không, hàng neo luôn. Có tai size 41 ha, kính sapphire nguyên khối có hacking stop luôn, chỉ mấy đời mới mới có đó. Rồi đây đó, cơ thì cũng có máy vàng và máy bạc. Thì con này là máy vàng, hàng chính hãng của Nhật ha, Daniel Dollar. Máy vàng, búa vàng, có tay size 42, hàng new, mới nguyên hộp ha. Dáng to size 42, dáng của Frank Miller gì. Thì đó em có dài con đó, à con này. Đó, bình thường cũng sẽ có dòng lộ tim có chân sao ha. Thì con này đặc biệt luôn là nó có hai tui lông kính sapphire size 42, 31 chân kính. Thì nguyên cái dàn đồng hồ mà em có ha, con này là chân kính nhiều nhất, 31 chân kính. Lúc trước hiếm, em về có con 35 chân kính. Thì nhìn cũng bình thường, 35 chân kính. Đâu để coi phản này, cái dòng mà 7 kim nó sẽ có 35 chân kính. Con này không, hai tua ni lông 31 chân kính, giảm ma sát 4 kim chân sao, có tay kính sapphire dây thép đúc đầy mi ha, mới nguyên hộp. Hai tua ni lông mấy con này cả nhà mà đem ra đường bảo đảm không đụng hàng, có hàng đeo đâu mà đụng. Đây em còn con trong suốt nè, 1350 ha, 1350 kính tráng sapphire size 41.5, có tay bao ship luôn, hàng new nha. Cả nhà thấy không, trong số từ trước ra sau, đồng hồ cơ automatic nha, chứ không phải cơ cốt đâu. Đó, lộ hết luôn, nội tạng đâu có nhiêu lộ hết. Đây trong suốt có chân sau, ở dưới đây cái bánh xe nó chạy theo nha, là cả nhà thấy không nè, kim giờ đi đâu bánh xe nó chạy theo đó. Hàng này hàng new nha,
Giá em bán cho cả nhà là 1980 bao ship luôn, size 43 của Nhật. Rukiana là giống như hãng của anh, của New York của Mỹ. Nhật đảm bảo về chất lượng. Đó cả nhà, đây. Tại sao mà con này hãng Ý mà lại có chữ Nhật ở đây? Đúng không? Đồng hồ Ý nhưng được bán ra tại Nhật. Đó. Nhật nó đảm bảo về các chất lượng hết. Thì đồng hồ Mỹ, đồng hồ Pháp rồi này kia nhiều con cũng xuất hơn từ Nhật hết. Đó. Mỹ chỉ đăng ký thương hiệu thôi, Pháp chỉ đăng ký thương hiệu thôi. Đó. Có tai ha, đáy xoáy, hàng new. Ok, thì hiện tại em chỉ có nhiêu đó là đồng hồ cơ lộ thôi nha. Hôm nay em chỉ lên như vậy thôi. Đó. Còn đồng hồ smartwatch thì cả nhà xem lại những video cũ. Đồng hồ năng lượng, cả nhà xem video cũ. Thật sự mà nói em thấy cả nhà đi thay pin đồng hồ cũng nhiều khi cũng sót giùm. Một cục pin đồng hồ á, em nói thẳng luôn chỉ giá vài ngàn một cục. Rẻ lắm luôn, vài ngàn, có khi vài chục ngàn một vỉ 5 đến 10 pin. Đúng không? Không tin cả nhà lên mạng search. Đó, thì em nè, em đi thay giá thợ nè, tại em không có thời gian để mà thay pin ra, em vô em ra thợ thay cho nhanh. Người ta lấy công 20 ngàn cục. Thay giùm thợ nha. 20 ngàn cục, đó là cục Trung Quốc. Tuy là Trung Quốc nhưng mà nó có thể chạy được một năm hơn. Thì sẽ có cục của Nhật. Trung Quốc là Vincell gì đó, còn của Nhật là Tos Panasonic. Rồi có hãng Thụy nữa. Thay với giá 40 là Nhật luôn rồi. Đó, thì cả nhà người ta sẽ thay cho khách là 50 và 70. Đó, người ta lời dữ lắm cả nhà. Nhưng mà cả nhà nhiều người không biết đó, thì sẽ ra tiệm. Có chỗ nó thay đến 100. Có chỗ thay 200. Nhưng mà cái giá vốn của cái cục pin nó chỉ có mấy chục ngàn một vỉ thôi. Một vỉ là 5 hoặc 6 cục pin. Đây khách mới nhận được khen, em nhận hàng được rồi, cái này đeo ok đẹp nha. Thấy chưa? Nè, khách lựa cái con hồi nãy em nói nè. Đó. Ở vậy đồng hồ mình phải đeo lên tay mình cảm nhận. Mình mới biết được cái chất lượng đó nha. Đó, em nghiên cứu rồi xong mới đem về em bán chứ. Đâu có rảnh thôi thôi không đem bán mất uy tín của em. Đó thì em nói ăn nói về vấn đề pin ha. Đó là cả nhà. Thì dành cho những ai mà không có muốn thay pin. Đây, có vài trăm ngàn xài 5 năm có khi 10 năm khỏi thay pin. Đó lúc đó mình chán mình mua khác có vài trăm ngàn còn hơn ra một lần ra cả nhà hay cục pin không biết chỗ 50 80 trăm ngàn 2 năm hút hết trăm mấy rồi thôi. Đó là tôi em tâm sự xíu thôi. À, em còn vài cái điện thoại ha, còn cái đồng hồ cơ lâu dầu em chỉ có lâu có 50 80. Đó, thì cả nhà cứ lựa mấy cái xe nhỏ nhỏ đồng hồ cả nhà làm. Đó, đây 5 inch chip 8 nhân ha, chưa tới 800 ngàn. Đó, nguyên kèm heo cáp cài tiếng Việt, chip 8 nhân, RAM 2 GB, bộ nhớ 16 GB, 5 inch HD, cài được Free Fire Liên Quân, TikTok, Zalo, Facebook. Đó. Rồi, chưa đến 800 ha. Pin châu, độ mới cao. Rồi em xin hết ha, chúc cả nhà thật là nhiều sức khỏe.